Em Sương chào cả nhà mình nhé. Lâu em không quay video, công việc em bận quá. Hôm nay em đi cho phân đợt cuối của nhãn chín sớm sông Mã. Bây giờ là hạt đen đang vào cùi nhé. Hôm nay em cho phân này. Phân này năm nay lên 20.000 một kg ạ. Này bón rất hợp lý mà rất chuẩn luôn. Em dùng 3 năm nay rồi. Tội giá năm nay nó lên hơi cao, chênh với năm ngoái là 4.000, năm ngoái là 16. Lứa này là lứa đầu tiên của em. Năm nay em không làm sớm hẳn mà em làm đúng vụ, nhưng mà cái này nó đậu được hoa đầu vào em tỉa nó đẹp. Lứa hai thì bằng này nhé, lứa hai thì bằng này. Cái này cũng hạt vàng rồi. Lâu em không quay video. Cái này luôn đọc. Nhiều bạn thì cứ bảo nhãn năm rẻ thì phân đắt này bón làm gì có lại. Nói chung là mình làm thì mình phải kiên trì chờ đợi. Nhiều bạn ạ, không có sự cố gắng kiên trì thì thành quả nó khó đến lắm. Em không phải lộ đâu. Năm nay em gần 30 tấn chín sớm. Nhiều em quay nhiều người anh em mới vào nghề thì rất bổ ích. Nhiều người anh em toàn ngồi gõ trống thì không ăn thua. Em quay này mang tính chất cho những người chưa biết làm và học hỏi. Cái này đánh sâu đục cuống và lên mã được luôn rồi nhé. Quá đẹp luôn. Em Dương chào cả nhà mình nhé. Em đi làm đây. Chúc anh em một mùa màng bội thu nhé. Nhãn này 22 ngày nữa thì chắc nó giá tầm 45 nghìn đến 50 nghìn. Không thể dưới 45 nghìn được ạ. À. Bây giờ đang 55 hàng VIP. Em chào cả nhà mình nhé.